Hello, xin chào tất cả các bạn. Vân Nguyễn thì đang có mặt tại một lô gỗ lim. Bây giờ Vân Nguyễn sẽ thử nhận biết xem lô này là lô đẹp hay xấu. Và Vân Nguyễn cũng sẽ đứng cùng một chuyên gia. Ta-da! Anh, cười vào video em cái. Chào. Anh ơi, lô này đẹp nào anh? Chuyên gia về live stream trực tiếp thế à? Đây em không live stream trực tiếp, em chỉ quay video xong về em edit. Quay video à? Đây, anh giới thiệu cho em này. Đây là những cái cây gỗ lim mà nó có những cái chất này như này và rác này như này thì gọi là những cây nó rác mỏng như này. Rác mỏng. Thì gọi là những cây gỗ là đẹp. Tôm mịn mà cái gỗ nó phải đều đều nhau như này đúng không? Đúng rồi. Tức là ví dụ chỗ này mà đang vạch vàng mà xong vạch trắng vạch xanh là cây đấy là chất không đẹp đúng không? Hoặc là chỗ vàng chỗ trắng thì nó là gỗ loang. Gỗ loang đúng không? Đấy. Nó là như thế. Còn những cây mà đây rác nó khoảng độ 3 phân ấy, nhìn thế này thì là đẹp. Ví dụ như là rác nó khoảng độ 6-7 phân thì là cái đấy gọi là cây rác dày. Dày quá rồi đúng không? Rác dày. Đấy là như vậy. Đấy. Như làm live stream này xong là đi bán gỗ chắc là được nhiều người chuyên ra về. Mà tổng quan thì cái cây gỗ, những cái trong cái lô này em thấy là cái gì nhỉ? Đầu nó rất là đặc đúng không? Không vỡ đúng không? Nhưng cái đầu đặc này là đầu đặc thật hay là đã qua mông má rồi anh em hỏi thật câu? Đương nhiên là có phần son như phần son tí đúng không? Phần son một chút rồi nhưng mà về cơ bản thì nó là đông đặc, bởi vì có phần son kỹ đâu thì vết nám vết tàn nhang vẫn có thể mờ xuất hiện nhìn thấy đúng không? Cái đấy là chuẩn các bạn ơi, cho dù mông thế nào thì mông, phấn thế nào thì phấn, lô đẹp nó sẽ tự hiện hình là khi mà các bạn nhìn cảm nhận thôi. Chứ còn nếu mà để dạy cho các bạn thế nào là một lô đẹp chắc là Vân Nguyễn chưa thể nào mà truyền đạt hết được các bạn ạ. Quan trọng là các bạn nhìn thấy ưng phát mua luôn, thế là hay nhất các bạn ạ. Giống như kiểu đi mua quần áo cũng thế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và cảm ơn anh chuyên gia rất là nhiều. Cho em xin tên của anh cái. Anh là Thủy. Anh Thủy. Bán gỗ Hải Phòng. Chuyên bán gỗ Hải Phòng các bạn nhé. Chắc chắn rằng trong video sẽ có cài số điện thoại của anh ấy nếu các bạn muốn xin nhá. Bây giờ thì mình lại đang có mặt ở bãi Hoàng Sơn các bạn nhé. Và mình bắt gặp ngay một cây gỗ siêu khủng VIP 1 các bạn nhé. Cốp Ba Chi. Chợ gỗ. Ở đây thì rất nhiều chợ gỗ các bạn ạ. Chợ gỗ Đại Lợi và bây giờ đang là chợ gỗ Hoàng Sơn. Siêu VIP ấy. Lắm chứ cùng rất ngọn á. Đây cây to. Rất ngọn. À thì anh hỏi là nó có ngọn. Siêu khủng đâu. Đấy. Đợi nha, em đang cần chụp em vào lại nha. Chụp cho chị đẹp đẹp vào. Không, đây là chị đang quay ấy. Đấy để em chụp cho. Em chụp cho kiểu đẹp. Đấy. Sao phải xa này nhìn thấy người. Cao ấy. Thế là trước nó là thật ngang ra nhìn nó bề mà tức lên nhìn cao đây. Xin cảm ơn nhá. Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy mấy cái con càng cua kia nó chạy xung quanh đây từ nãy đến giờ không? Em ơi, đứng gần nó sợ lắm luôn ấy. Nhưng mà đây này, các bạn nhìn này. Có Ba Chi mà siêu khủng, nhiều đẹp, siêu VIP, siêu phẩm, biếu tế. Tóm lại là nó ở đây hết các bạn nhá. Còn hồi nãy là mình đứng cạnh cái khúc này này con. Đứng cạnh khúc này này. Đó. Hoa mắt chưa các bạn ơi? Gỗ gì đây? Đi bên ngoài. Ôi. Thực sự là chợ gỗ quá là sôi động luôn các bạn ạ. To đùng luôn. Sugar Daddy. Sugar Daddy. Sugar Daddy. Ông xã mình chạy đâu rồi? Các bạn
bạn ơi, và đây là những cây gỗ xến siêu khủng. Các bạn có nhớ lần trước Vân Nguyễn video cho các bạn cái những cái cây gỗ xến mà được xẻ ra thành cột gỗ xến rất là nục nạc không? Chất nó hơi màu hồng hồng đỏ đỏ, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Những cây này thì đặc, đẹp. Tóm lại là những cái cây này mà được xẻ ra, xẻ cái gì cũng đẹp luôn các bạn ạ. Gỗ to mà. Ui, to đúng luôn. Vỏ của nó màu đỏ đỏ như kiểu xà cừ ấy các bạn ạ. Đây, mình đến gần các bạn xem này. Này, đục ra nó vẫn còn tươi này. Ui, nó đỏ như xà cừ luôn ý. Vỏ đấy. Ui, vỏ nó này. Xến đấy các bạn ạ. Người ta đéo vỏ đấy. Cây này đẹp thật. Quá đẹp luôn ý. Tên là gì mình không biết luôn các bạn ạ. Các bạn ơi, đây là cây gỗ nhiều, nhiều cái bìu nhất từ trước đến nay mà mình nhìn thấy. Đây, các bạn nhìn thấy không? Cái cây này nó nhiều tật lắm luôn ý. Nhưng mà những cái bìu kia mà xẻ ra mà nó là thịt hết ý, thì nó siêu siêu giá trị luôn các bạn. Đâu à? Nó có những cái trắng trắng kia làm sao anh công? Đi mua gỗ không thể thiếu cái đục và cái dùi đục. Nó cứng như đá luôn các bạn ạ. Trời ơi, da của nó như kiểu da cóc ấy các bạn ạ. Giống, mình thấy giống, thực sự là giống da cóc luôn ấy. Da cóc mà mọc một lòng. Gỗ lim thì mình chẳng bao giờ thấy đục ra có những cái tôm trắng trắng này các bạn ạ. Các bạn ơi, mình lại bắt gặp một khúc gỗ toàn nu là nu, toàn nu là nu luôn. Để ở trong đây, cái này là hàng hộp các bạn ạ. Vẫn là gỗ pachi. Thực sự thì đây là vườn pachi luôn rồi các bạn nhé. Vườn pachi luôn rồi. Em nào pachi đẹp nhất là ở trong đây rồi các bạn ạ. Cây này, cây này là cây cây có hai lòng à? Các bạn nhìn thấy có hai cây nào mà có hai ruột như này chưa? Pachi chun, hai ruột này. Các bạn nhìn chưa? Đến vỏ mà người ta cũng còn đánh bóng lên như này luôn các bạn. Tức là nó một khúc, nhưng mà khi lên đến ngọn ấy thì nó bị chia đôi. Nó mọc ra làm hai nhánh, đúng không?